Liên quan đến bệnh nhân 2580, nữ, sinh năm 1996, quê Vĩnh Long nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Phú Quốc, sau đó di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Được phát hiện mắc COVID-19 và Bộ Y tế công bố vào sáng ngày 26 tháng 3. Lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương điều tra truy vết, bước đầu đã xác định được 8 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 2580 và 23 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần. Đến chiều ngày 26 tháng 3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tất cả F1 và F2 của BN2580 đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Còn một đối tượng nhập cảnh trái phép cùng với BN2580 thì sau khi về đến nhà tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và đã cho kết quả âm tính.